棒。贝贝丁。Chào các mập con, chào các bạn. Mình thấy có thỏ Bunny và những quả trứng sắc màu nữa kìa. Có dịp đặc biệt gì vậy? À ha, hôm nay là lễ phục sinh. Có vẻ như các mập con muốn phát trứng phục sinh kìa. Các bạn ơi, hãy cùng giúp cá mập con trang trí những quả trứng nha. Chúng ta nên chọn màu nào đây? Tuyệt vời! Hãy dùng màu cam nào. Nào, giờ ta vẽ hình gì đây? Bạn đã vẽ các hình tròn và bong bóng. Làm tốt lắm, cá mập con. Những quả trứng bay đi rồi. Nhanh nào, hãy đi tìm trứng nhé các bạn. Cùng tìm trứng chu chu tu 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 tu. Cùng tìm trứng chu chu tu 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 tu. Đã tìm thấy chu chu tu 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 tu. Thấy trứng rồi. Bạn tìm thấy 3 quả trứng màu cam có họa tiết bong bóng rồi. Ta nên vẽ màu gì cho những quả trứng tiếp theo đây? Màu tím hả? Tuyệt vời! Các bạn, lần này hãy vẽ hình trái tim nha! Wow! Những quả trứng trông thật đáng yêu với những trái tim này! Những quả trứng lại bay mất rồi! Nhanh nào! Hãy đi tìm trứng mau! Cùng tìm trứng chu chu tu 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 tu. Cùng tìm trứng chu chu tu 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 tu. Đã tìm thấy chu chu tu 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 tu. Thấy trứng rồi! Tuyệt vời! Các bạn đã tìm thấy 3 quả trứng màu tím có hình trái tim. Giỏi lắm các bạn! Hay ta vẽ những quả trứng này màu xanh lá nhỉ? Các bạn ơi, hãy để việc này cho cá mập con làm nha. Bạn sẽ vẽ họa tiết gì đây cá mập con? Wow! Những quả trứng có thêm sọc rồi kìa! Lần này trứng đi đâu mất rồi? Đi thôi nào! Cùng tìm trứng chu chu tu 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 tu. Cùng tìm trứng chu chu tu 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 tu. Đã tìm thấy chu chu tu 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 tu. Thấy trứng rồi! 3 quả trứng sọc màu xanh lá. 1, 2, 3. Tìm thấy hết rồi. Cùng vẽ những quả trứng cuối cùng nào. Sau khi trang trí trứng xong, cuối cùng ta có thể trao tặng chúng cho bạn bè rồi. Có vẻ như lần này cá mập con muốn dùng 3 màu sắc khác nhau để trang trí kìa. Không biết những quả trứng sẽ trông như thế nào đây? Wow! Những quả trứng này trông giống gia đình cá mập quá! Màu vàng cho cá mập con, màu hồng cho cá mập mẹ và màu xanh cho cá mập ba. Trông giống hệt như họ vậy. Làm tốt lắm cá mập con.
chúng ta cùng đi tìm trứng của gia đình cá mập nào. Cùng tìm trứng chu chu tu 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 tu, cùng tìm trứng chu chu tu 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 tu, đã tìm thấy chu chu tu 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 tu, thấy trứng rồi. Trứng cá mập con, trứng cá mập mẹ, trứng cá mập ba, tìm thấy hết rồi. Giờ thì ta cùng tặng trứng cho bạn bè thôi nào. Hình bong bong chu chu tu 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 tu, hình tìm đây chu chu tu 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 tu, hình sọc đây chu chu tu 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 tu, ôi thật nhiều màu sắc. Bạn đã làm cho bạn bè của mình rất hạnh phúc đó cá mập con. Chúng mình rất tự hào về bạn. Mình không biết lần sau chúng ta sẽ biến đổi điều gì nữa đây. Ôi mình hào hứng quá đi. Hẹn gặp lại lần sau. Tạm biệt. Này các bạn, điểm qua cái trò chơi thú vị của chúng mình qua Ping Pong Plus. Hãy chơi thử miễn phí ngay bây giờ.